Đồ gỗ đồ thờ Thành Khuyên trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Bây giờ vào buổi trưa ngày 3 tháng 12 năm 2020, rất vinh dự cho cơ sở đồ gỗ Thành Khuyên được gia đình nhà bác Tưởng, bác đã tin tưởng đồ gỗ Thành Khuyên đã về đặt một lô hàng nội thất phòng thờ, sập thờ và cuốn tư cô đối hai, rất nhiều các mặt hàng khác. Ngoài ra cơ sở còn rất nhiều các mặt hàng. Đây là những người thợ của cơ sở Thành Khuyên là đang làm để hoàn thiện. Đường xá xa xôi bác đã không tin tưởng đồ gỗ Thành Khuyên về tận nơi để mặt hàng. Vậy mọi thông tin chi tiết kính mong quý vị và các bạn liên hệ qua số điện thoại 0398949884 hoặc đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ đồ thờ Thành Khuyên nằm tại khu công nghiệp Lê Xuyên Vàng, Yên Ninh, Yên Nam Định. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.